ban ngành đoàn thể quan tâm đến quá trình triển khai. Hôm nay ủy ban nhân dân thành phố phường Tân Thanh thành phố Đông Hồ theo mong muốn thỏa đáng với hoạt chung về công tác quản lý về trách nhiệm vì người ngoài vào nhà trường hành hung. Giới tính nam, tính có khác không? Căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự.